Chào các bạn, hôm nay Phong Thủy May Mắn sẽ luận giải về tử vi tuổi Bính Thìn 2020. Trong năm Canh Tý, bản mệnh nạp âm là Bích Thượng Thổ, thoát khỏi sự kìm kẹp của Thái Tuế. Năm Canh Tý này, mệnh chủ sẽ có được những bước tiến lớn, song vẫn gặp không ít khó khăn do bị hung tinh đeo bám, vây hãm. Và ngày hôm nay, để tri ân những khách hàng đã và đang theo dõi kênh YouTube của Phong Thủy May Mắn, chúng tôi xin tặng miễn phí cho bạn Thái Tuế Phù. Anh chị hãy liên hệ với chương trình để nhận được Thái Tuế Phù nhé. Còn bây giờ, mời các bạn hãy cùng Phong Thủy May Mắn tìm hiểu về tuổi Bính Thìn năm 1976 trong năm Canh Tý 2020. Con giáp thuộc niên mệnh này, bản mệnh nạp âm là Sa Trung Thổ, có ngày sinh từ 31 tháng 1 năm 1976 đến ngày 17 tháng 2 năm 1977. Đầu tiên thì xét về nam mệnh. Về sự nghiệp, xem tử vi 2020 của tuổi Bính Thìn về phương diện sự nghiệp, con giáp này có canh kim lộ xuất thực thần, chủ về lợi các dự án hợp tác làm ăn, kinh doanh, buôn bán. Bản mệnh có thể dựa vào chính sức mình để làm được những điều mình muốn, hoàn thành kế hoạch đề ra với thành tích xuất sắc. Bản mệnh dù làm ở vị trí nào thì cũng đều có thể giành được thành công, nhất là những người làm trong lĩnh vực marketing thì khả năng thành công lại càng cao, chẳng những thăng quan tiến chức mà còn có thêm thu nhập. Tuy nhiên thì mặt trái của vấn đề là một số bạn sẽ thiếu đi sự lãnh đạo của cấp trên mà phải tự mình lên kế hoạch cho mọi chuyện, tự đốc thúc bản thân giữ vững tinh thần quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù có các tinh hỗ trợ nên mọi chuyện về cơ bản khá nhẹ nhàng và thuận lợi, nhưng vẫn đòi hỏi con giáp này phải kiên trì. Bạn sẽ nhận được mức đãi ngộ tăng tiến, đồng thời cũng có thêm tiền lương, tiền thưởng cho nỗ lực của mình. Bản mệnh nên tiến hành đầu tư vào những lĩnh vực dự án liên quan đến hành thủy hay là hành kim sẽ dễ thu lợi hơn. Các dự án về thủy lợi, thủy sản, ẩm thực, tài chính, hàng kim loại sẽ là những lĩnh vực mà bản mệnh nên tham khảo thêm. Để công việc được suôn sẻ, gặp ít sóng gió, khuyên anh chị nên thỉnh Bát Bảo Tâm Kinh vào vòng tam hợp quý nhân. Vòng tam hợp quý nhân dùng để chiêu quý nhân. Khi được quý nhân giúp đỡ thì công việc hanh thông, thuận đà phát triển. Bát Bảo Tâm Kinh đem lại bình an, may mắn, gia tăng phúc lộc. Khi phúc lộc tăng thì công danh sự nghiệp cũng theo đà mà phát triển. Xét về tài lộc thì năm Canh Tý 2020, canh kim lộ xuất thực thần, tí thủy, tọa thiên tài. Lại thêm cục diện tí thìn bán hợp cùng trợ lực nên đường tài lộc của tuổi thìn cực kỳ là lý tưởng. Trong năm thì con giáp này không cần lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc. Bạn có thể dựa vào chính sức của mình, dùng trí thông minh và năng lực của bản thân để đổi lấy tài lộc về tay. Cũng đạt được nhiều thành công mà có được sự tăng tiến trong lương thưởng và mức đãi ngộ. Khoảng thời gian này thì tuổi Bính Thìn có thể tham gia các dự án hợp tác kinh doanh buôn bán sẽ dễ thu lợi về tay. Nhất là những dự án có liên quan đến thủy lợi, thủy sản, đồ ăn, uống, ẩm thực, đồ kim loại hay là tài chính thì sẽ may mắn hơn nhiều, nguồn thu không ngừng lớn mạnh. Để tài lộc tăng thì hãy sử dụng Bát Bảo Tâm Kinh. Bát Bảo Tâm Kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng tám bảo vật của nhà Phật tượng trưng cho sự bình an, may mắn, mặt sau là Bát Nhã Tâm Kinh và Ngũ Bộ Chú giúp gia tăng phúc đức, phúc phần. Phúc phần tăng thì tuyệt nhiên tài lộc cũng tăng, công danh sự nghiệp thăng tiến. Xét về tình cảm thì vận trình tình duyên của tuổi thì năm 2020, nam mệnh tuy đào hoa không nhiều nhưng bản thân lại có nhân duyên khác giới cực tốt. Bạn dễ dàng tự tìm được cơ hội để tiếp cận, làm quen với người mà mình có cảm tình. Nam tuổi Thìn thì thông minh, tài giỏi và có phần thực tế, song bạn hoàn toàn có thể tìm được một nửa phù hợp với mình. Đôi bên cùng bị hấp dẫn bởi đối phương, tỷ lệ thành đôi thì khá cao. Song cần phải chủ động hơn trong chuyện tình cảm bởi nhân duyên này không phải là đào hoa vượng mà có, chỉ là cơ hội mà nhân duyên đem lại mà thôi. Không nắm bắt thì cơ hội sẽ tan biến. Để vợ chồng hòa hợp, hạnh phúc, anh chị hãy thỉnh ngay khổng tước phỉ thúy mang bên mình. Trong trường hợp bạn tình của mình có dấu hiệu ngoại tình, bồ bịch, linh tinh thì hãy sử dụng gà trống hoặc là kiếm gỗ đào để hóa giải. Xét về tình trạng sức khỏe của tuổi Bính Thìn năm 2020 thì vận trình sức khỏe của tuổi Bính Thìn trong năm 2020 khá là tốt, không có nhiều vấn đề lớn và nghiêm trọng. Thái Tuế trong năm là cát tinh, song vẫn có hung tinh đeo bám nên khó tránh những thương tích nhỏ nhưng không ảnh hưởng đến tổng thể sức khỏe của bản mệnh. Tuy nhiên thì tuổi thì nên nhớ tránh đi đến những nơi ẩm ướt tối tăm hay là nhiều nước như sông suối, ao hồ, nơi âm khí vượng để tránh hậu họa về sau.
Bản mệnh cũng nên lưu ý sắp xếp gọn gàng, kín đáo những vật kim loại sắc nhọn trong nhà để tránh thương tích không đáng có. Cạnh bàn, cạnh tủ nếu quá sắc bén thì nên tìm cách để khắc phục. Tuổi Thìn nên hạn chế tham gia các hoạt động mạo hiểm hay hoạt động ngoài trời để giảm khả năng thương tích cho mình. Cũng nên lưu tâm hơn đến vấn đề tiêu hóa, dễ mắc bệnh dạ dày hay là đại tràng. Hãy thỉnh Bát Bảo Tâm Kinh để đem lại bình an sức khỏe. Bát Bảo Tâm Kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng tám bảo vật của nhà Phật tượng trưng cho sự bình an, may mắn. Mặt sau là Bát Nhã Tâm Kinh và Ngũ Bộ Chú giúp gia tăng phúc đức, phúc vận. Phúc vận tăng thì tuyệt nhiên sức khỏe cũng tốt, làm gì cũng tràn đầy năng lượng. Ở thời điểm này thì có thể là hay bị cảm cúm mệt mỏi do thời tiết nên năng tập thể dục thể thao, ăn uống ngủ nghỉ khoa học để tăng sức đề kháng cho mình. Thứ hai là xét về nữ mệnh tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong năm 2020. Về phương diện cuộc sống, gia đạo, tức là năm nay sẽ là một năm vui vẻ, hạnh phúc, không phải lo lắng về tiền bạc hay là công danh. Cầu tài có tài mà cầu danh thì được danh, giữ vững lòng tin vào bản thân thì sớm ngày thành công. Xét về tình cảm thì cung xung chiếu tử vi nữ 1976 năm 2020 có các sao Thái Tuế Mộ, đây là bộ sao chủ về sao ngoài gặp nhiều thị phi và chuyện buôn lòng. Cung tam hợp tử vi Bính Thìn 2020 nữ mạng có các sao Thiên Khôi, Thiên Chủ, Thiên Mã, Tang Môn, Cô Thần, Phi Liêm, Bệnh, Phượng Các, Giải Thần, Thai, Phục Bình, Điếu Khách, Quả Tú, Địa Võng. Đây là bộ sa chủ về tình cảm gia đình không được tốt, công việc kém, chú ý có tang trong họ hàng, bạn bè. Nữ Bính Thìn đã yên bề gia thất, năm 2020 sẽ có nhiều chuyện buồn trong gia đình, tình cảm vợ chồng có nhiều khúc mắc. Đối với nữ sinh năm 1976 thì còn đơn thân, trong năm nay thì là một năm có nhiều đau buồn về tình cảm lẫn thể xác. Với những bạn chưa lập gia đình thì cần làm gì để có được sức hấp dẫn hơn với người khác phái? Ai cũng biết chim công là một trong tứ địa linh, long ly quy phụng, là biểu tượng của sự sang trọng, quý phái, quyền quý cao sang. Nên vật phẩm phong thủy nào có hình tượng con công cũng sẽ đem lại may mắn trong tình duyên. Khổng tước phỉ thúy được thiết kế bằng đá phỉ thúy, trên đó có hình tượng chim công được làm bằng bạc 925. Chính vì thế mà khổng tước phỉ thúy là vật phẩm phong thủy kích tình duyên hàng đầu được các khách hàng bên phong thủy may mắn tin dùng. Với những người đã lập gia đình thì để vợ chồng hòa hợp hạnh phúc, anh chị hãy thỉnh ngay khổng tước phỉ thúy mang bên mình. Trong trường hợp bạn tình của mình có dấu hiệu bồ bịch, ngoại tình, linh tinh thì hãy sử dụng gà trống hoặc kiếm gỗ đào để hóa giải nhé. Còn xét về phương diện làm ăn, sự nghiệp, công việc làm ăn thì vất vả, có người phá hoại trong công việc. Tiền bạc thì khó khăn, làm ra thì ít mà tiêu pha trong gia đình thì nhiều. Cung đặt mệnh tử vi tuổi Bính Thìn nữ mạng 2020 có các sao Thiên Việt, Thiên Phúc, Thanh Long, Quan Đới, Tuế Phá, Thiên Hư, Thiên Khốc, Triệt. Đây là bộ sao chủ về người. Đây là bộ sao chủ về có người phá hoại trong công việc làm ăn hay có nhiều chuyện buồn đưa tới trong năm 2020. Để công việc được suôn sẻ, gặp ít sóng gió, khuyên nữ tuổi Bính Thìn nên thỉnh vòng tam hợp quý nhân. Vòng tam hợp quý nhân dùng để chiêu quý nhân. Khi được quý nhân giúp đỡ thì công việc hanh thông, thuận đà phát triển. Khuyên người nữ mệnh Bính Thìn hãy thỉnh vòng tam hợp. Vòng tam hợp giúp chiêu quý nhân, hóa giải thị phi miệng tiếng. Có quý nhân phù trợ thì chắc chắn sẽ tránh được vận hạn, tai ương. Vòng tam hợp của phong thủy may mắn được làm từ gỗ huyết long quý kết hợp với 3 viên đá mã não đỏ in hình 3 con linh vật Thân, Tý, Thìn, sẽ đem lại cho con giáp này vượng về hậu vận. Tổng quan tử vi tháng của tuổi Bính Thìn năm 2020. Tử vi tháng 1 năm 2020 âm lịch, trong tháng đầu tiên của năm Canh Tý, người tuổi Bính Thìn mọi mặt đều thuận lợi, vận khí cực vượng là khởi đầu tốt trong năm mới. Về phương diện công việc thì con giáp này được bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ rất nhiều, mọi nhiệm vụ được giao đều hoàn thành xuất sắc, vượt mức mong đợi. Tài lộc tăng tiến, dù là chính tài hay thứ tài đều vô cùng lý tưởng, có nhiều cơ hội đón tài lộc bất ngờ về tay, không chỉ có nỗi lo về tài. Không có nỗi lo về tài chính, đường tình duyên cũng được như ý, bản mệnh có thể thu hút được sự chú ý của người khác phái bằng sức hấp dẫn của riêng mình. Đối phương là người có điều kiện không tồi, nếu cảm thấy hợp ý thì nên lựa thời cơ, bày tỏ tình cảm. Cơ hội đến thì hãy nắm bắt, nhanh chóng thoát khỏi cảnh độc thân. Tử vi tháng 2 năm 2020 âm lịch,
xem tử vi tháng 2 năm 2020 âm lịch. Tuổi Bính Thìn dễ đau khổ vì tình, vận trình tình duyên xa xót. Người đang yêu thường vì bận bịu với công việc mà thiếu quan tâm chăm sóc cho nửa kia của mình, tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xuất hiện. Với sự chen chân của kẻ thứ ba thì tình cảm đôi bên sẽ nảy sinh nhiều rạn nứt, những mâu thuẫn nghi ngờ phát sinh liên tục. Nếu không được giải quyết ổn thỏa thì sẽ nhanh chóng khiến cho tình cảm tan vỡ vội vã. Song sức khỏe của những chú rồng trong thời gian này lại khá là tốt. Bản mệnh không dễ bị bệnh tật đe dọa, có điều cần lưu ý chuyện ăn uống, nên hạn chế ăn đồ cay, nóng, đồ ăn có tính kích thích cao như là hành tỏi để tránh ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, hạn chế uống rượu, hút thuốc. Tử vi tháng 3 năm 2020 âm lịch. Tiến sang tháng 3 âm lịch, người tuổi Bính Thìn sự nghiệp vẫn trên đà tăng tiến tốt, tuy nhiên thì vận trình tài lộc lại không có gì nổi bật. Xét về phương diện sự nghiệp, con giáp này được cấp trên ưu ái trọng dụng, có thể được phái đi bồi dưỡng ở nơi khác, cũng có thể đi công tác khảo sát dài ngày, cần nắm bắt cơ hội hiếm có này để nâng cao năng lực của mình trên mọi phương diện. Về tài vận thì bản mệnh tuy không xui xẻo gặp họa mất tiền nhưng rất có thể hao tài tốn của vì thói quen mua sắm của mình. Bản mệnh dễ siêu lòng trước những món đồ xa xỉ, đổ cả đống tiền vào những thứ không thật sự cần thiết, nên kiểm soát bản thân tốt hơn, đừng tự khiến mình mang thêm áp lực về kinh tế, gánh thêm đống nợ trên vai. Tử vi tháng 4 năm 2020 âm lịch, đường tình duyên và tài lộc của tuổi Bính Thìn trong tháng 4 năm 2020 sẽ có những biến chuyển theo hướng tích cực, nhất là về thứ tài. Thời điểm cuối tháng, vận trình sẽ thịnh vượng vô cùng, chính bản mệnh cũng không thể là ngờ tới. Dù là người độc thân hay là đã có đôi thì trong tháng này, tuổi Thìn cũng sẽ có được hạnh phúc của riêng mình. Đào hoa vượng, bản mệnh thường xuyên nhận được sự chú ý của những người khác phái. Người độc thân đứng trước nhiều lựa chọn cần phải tỉnh táo để tìm được người thực sự phù hợp với mình. Với những bạn đã có đôi thì cần giữ khoảng cách với người khác phái xung quanh mình, đừng dễ dàng dao động. Đường tài lộc tháng 4 âm khá là lý tưởng do được thần tài che chở, chuyện làm ăn kinh doanh thuận lợi, các đơn hàng tới tấp bay về, lợi nhuận tăng lên gấp bội. Tử vi tháng 5 năm 2020 âm lịch. Trong tháng 5 âm lịch thì người cầm tinh con rồng sẽ phải đối mặt với những biến động khá lớn trên con đường sự nghiệp. Xét về tổng thể thì vận trình đang dần xuống, áp lực gia tăng, sức khỏe cũng không được tốt lắm. Tuổi Thìn không thể chỉ dựa vào sức của riêng mình để hoàn thành công việc mà thường cần đến sự giúp đỡ hỗ trợ của mọi người. Tuy nhiên thì điều này sẽ gia tăng không ít áp lực và ảnh hưởng đến thành quả lao động, có thể gây ra tổn thất nhất định đối với công ty. Bản mệnh nên bình tĩnh, đừng hoang mang hoảng loạn, cần tìm cách để nâng cao năng suất lao động, bồi dưỡng thêm kiến thức và năng lực làm việc của mình, đừng để bản thân trở thành gánh nặng của tập thể. Về phương diện sức khỏe, tuổi Bính Thìn thường gặp phải những tai nạn bất ngờ, tuy nhỏ thôi nhưng cũng có thể bị va vấp, xước sát, chảy máu, cần chú tâm hơn khi làm bất cứ việc gì, tự bảo vệ bản thân khi có sự cố xảy ra. Tử vi tháng 6 năm 2020 âm lịch. Tháng 6 2020 âm là lúc đường tình duyên của tuổi Thìn bắt đầu có những chuyển biến tích cực hơn. Tuy nhiên, không quá lớn nhưng so với khoảng thời gian trước đó thì khả năng tìm thấy hạnh phúc của con giáp này đã cao hơn nhiều. Nếu bạn thầm thương trộm nhớ người ấy đã lâu thì đừng che giấu tình cảm của mình mãi nữa. Hãy dũng cảm bộc bạch tình cảm của mình, chọn thời điểm thích hợp, không gian thích hợp để tỏ tình, tỷ lệ thành công trong tháng 6 âm lịch này là khá cao. Có điều sức khỏe của tuổi Bính Thìn thì vẫn chưa được tốt lắm, bản mệnh cần phải tăng cường, tập luyện thể dục thể thao, ăn uống đủ chất, ngủ nghỉ đúng giờ để tăng sức đề kháng cho mình. Tử vi tháng 7 năm 2020 âm lịch. Xem bói tử vi tháng 7 2020, sự nghiệp của tuổi Bính Thìn bắt đầu khởi sắc. Về cơ bản thì không gặp phải rắc rối gì quá lớn, vận trình tài lộc thì không được tốt đẹp như thế, mọi thứ đi xuống theo chiều hướng xấu. Xét về phương diện sự nghiệp thì tuổi Thìn kiên trì với mục tiêu mình đã chọn, quyết tâm thực hiện điều mình đã bắt đầu. Mỗi một nhiệm vụ được giao thì bạn đều hoàn thành xuất sắc, không để xảy ra sai sót gì đáng kể. Song đường tài lộc thì có phần ảm đạm, phần nhiều là do con giáp này đang chi quá là nhiều tiền, thu chẳng đủ bù chi. Bản mệnh tiêu tốn khá nhiều tiền bạc vào chuyện ăn uống, vui chơi, giải trí. Trong tháng thì nên học cách kiểm soát bản thân, nhất là những người đang phải nuôi gia đình. Đừng khiến người thân của mình phải chịu khổ, trong khi bản thân có khả năng lo chu toàn cho cha mẹ, con cái. Xem tử vi tháng 8 năm 2020 âm lịch.
Tử vi tháng 8 âm lịch, sự nghiệp của tuổi Thìn có phần chững lại, vận trình biến động lớn, đường tình duyên không được ổn định, tổng thể vận trình xuống dốc không phanh, bản mệnh công việc bận rộn, áp lực gia đình, lại bị đồng nghiệp chen ép. Các cuộc tranh đấu nơi công sở khiến cho những chú rồng mệt mỏi khi phải ứng phó, có lúc sức tàn lực kiệt chỉ muốn từ bỏ. Con giáp này nên bình tĩnh, giữ cho đầu óc sáng suốt, đấu lại với những kẻ tiểu nhân mà không làm hại tới mình. Đừng dùng tình cảm cho những việc cần đến lý trí. Ngoài ra thì chuyện tình cảm của tuổi Thìn đang trong tình trạng báo động. Các cặp đôi không ngừng nảy sinh tranh cãi, mâu thuẫn cũng theo đó mà gia tăng. Con giáp này cần kiểm soát cảm xúc của mình, đừng để áp lực của công việc khiến mình trở nên nóng nảy mà giận cá chém thớt, vô hình chung khiến cho mối quan hệ của mình trở nên tệ hại hơn gấp nhiều lần. Tử vi tháng 9 năm 2020 âm lịch. Bước qua tháng 9 âm lịch thì tổng thể vận trình khá ảm đạm khi mà đường tài lộc và sức khỏe của tuổi Bính Thìn đều vẫn đang sa sút nghiêm trọng, công việc và tình cảm ở mức bình ổn. Trong tháng này thì bản mệnh cần cẩn thận, những bạn tham gia vào các mục đầu tư mạo hiểm, chơi cổ phiếu, buôn bán nhà đất dễ phải chịu tổn thất lớn, tiền bạc đổ ra đầu tư một đi không trở lại. Người làm kinh doanh nhỏ cũng chẳng khá khẩm hơn, lợi nhuận thu được chẳng đáng là bao. Thời thế thay đổi, thậm chí là phải bán tống bán tháo để thu lại nguồn vốn đã bỏ ra ban đầu. Về phương diện sức khỏe, những bạn làm công sở hay là phải ngồi lâu một chỗ có nguy cơ mắc các bệnh về mắt và cột sống. Cần lưu ý thường xuyên thay đổi tư thế, thi thoảng đứng dậy đi lại để giúp mắt đỡ căng thẳng. Cột sống cũng không phải chịu sức ép từ một tư thế quá lâu, tránh các bệnh thoái hóa đốt sống cổ, đốt sống lưng. Tử vi tháng 10 năm 2020 âm lịch. Tháng 10 âm lịch là lúc mà cả công việc và tình cảm của tuổi Bính Thìn đều gặp phải không ít khó khăn. Vận trình của cả hai phương diện này đều không được như lý tưởng. Trong công việc thì bản mệnh cần ý thức được những thiếu sót của bản thân mình. Bạn biết được nhược điểm của mình nằm ở đâu nhưng lại chưa tìm được cách để nâng cao năng lực bù đắp cho những thiếu sót đó. Con giáp này cũng đang loay hoay trong việc xử lý các mối quan hệ xã giao. Bạn chưa nắm được bí quyết để hòa hợp với mọi người, thường vô tình đắc tội với người khác, gây cho đối tượng những tổn thương tinh thần. Trong chuyện tình cảm thì con giáp này thấy hoang mang, chưa xác định được đây có đúng là điều mà mình mong muốn hay không. Tình cảm đôi bên khi gần khi xa, khi nồng nhiệt, khi lại lạnh nhạt. Người độc thân cũng gặp phải tình trạng này khi theo đuổi người trong mộng. Bạn sẽ phải đau đầu và tốn nhiều thời gian công sức để giành được trái tim của người ấy. Tử vi tháng 11 năm 2020 âm lịch. Xem bói tử vi tháng 11 âm lịch thì người tuổi Thìn cần đặc biệt cẩn thận cả trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Vận trình công danh sự nghiệp vẫn đang lao dốc, trong khi đường tình duyên, tài lộc và sức khỏe đã có những chuyển biến tích cực. Công việc của con giáp này thường xuyên gặp phải cản trở hay là sự cố chẳng thể chống đỡ được. Ví dụ như là bị đồng nghiệp đùn đẩy, đổ trách nhiệm, bị khách hàng cố tình gây khó dễ, bị cấp trên chèn ép, chẳng phân biệt phải trái đúng sai. Trong trường hợp này thì những chú rồng cần phải giữ cho mình sự bình tĩnh và sáng suốt để không mắc sai lầm. Người ta đã sai mà mình còn sai hơn. Hãy cố gắng khiêm nhường, làm gì thì cũng phải lặng lặng mà làm. Đừng khoe khoang phô trương thanh thế mà khiến tiểu nhân ngứa mắt. Bạn cũng đừng quá khắt khe, tính toán quá mức. Người khác làm điều xấu thì cố gắng mà bỏ qua, nếu không sẽ chỉ gây hại cho chính bản thân mình, tự mình thấy mệt mỏi và khó chịu. Tử vi tháng 12 năm 2020 âm lịch. Tử vi tháng chạp năm Canh Tý của tuổi Bính Thìn khá là tốt, cả tình yêu, sự nghiệp, tài lộc và sức khỏe đều có những bước tiến triển đáng chúc mừng. Có thể nói đây là tháng thu hoạch của người cầm tinh con rồng. Xét về phương diện công danh sự nghiệp, con giáp này sau bao nhiêu ngày tháng vất vả, cực khổ cũng đã hái được trái ngọt. Bản mệnh có cơ hội được cấp trên ưu ái, cân nhắc lên vị trí cao hơn, trao cho nhiều trọng trách, lương thưởng đãi ngộ cũng theo đó mà tăng lên. Về phương diện tình cảm, tuổi Thìn trong tháng cuối cùng của năm Canh Tý sẽ đón tin vui. Những bạn yêu nhau đã lâu thì sẽ tính tới chuyện về chung một nhà, cùng nhau gây dựng hạnh phúc gia đình nhỏ. Người độc thân tháng này thì đào hoa vận không tồi, có hy vọng tìm thấy một nửa của mình. Tình cảm phát triển khá nhanh, bản mệnh có thể sớm nghĩ tới chuyện trăm năm hạnh phúc. Xét theo phong thủy phi tinh 2020. Xem bói tử vi 2020 của tuổi Thìn, con giáp này trải qua nhiều biến động trong cuộc sống, hung cát đan xen. Về cơ bản thì đường tài lộc và tình duyên trong năm Canh Tý khá là tốt. Tuy nhiên, công việc trong năm khá căng thẳng và mệt mỏi, gây ra nhiều áp lực vô hình. Mệnh chủ còn có khả năng vướng phải hoạn thị phi, thậm chí là kiện tụng, có thể vì thế mà mất tiền hao của.
Xem tử vi 2020, phương vị trung cung nằm ở giữa, là nơi chịu ảnh hưởng của sao Thất Xích phá quân, chủ đề hao tài phá lộc. Vì thế, ở vị trí này trong nhà cần phải bài trí phong thủy hợp lý để thúc tài vượng vận. Không nên đặt nhiều đồ đạc lộn xộn ở giữa nhà, cũng không nên đặt đồ vật sắc nhọn mang tính sát thương cao ở đây. Sát khí của nó có thể dẫn đến họa huyết quang, ảnh hưởng đến sức khỏe của gia chủ. Tại vị trí trong nhà thì nên đặt tượng kỳ lân phong thủy, tốt nhất là một đôi kỳ lân để hóa giải sát khí, trấn trạch an yên. Cũng có thể đặt thêm những vật phẩm phong thủy trợ tài trợ lộc khác để giúp cho tài khí được thêm phần thuận lợi. Ở góc chính bắc nên đặt tượng sư tử đá để tránh họa thị phi, phòng nguy cơ vướng phải kiện tụng. Gia chủ trong năm nên sớm sắp xếp công việc để đến cơ quan công quyền một lần, tượng trưng cho việc đến cửa quan tố tụng, giảm bớt họa thị phi ập đến. Như đã hứa ngay từ đầu thì chúng tôi có nói sẽ tặng quà cho các bạn tuổi Thìn, Thái Tuế Phù làm bùa may mắn cho mình. Để nhận được quà cũng như thỉnh các vật phẩm phong thủy cho mình, bạn hãy liên hệ với hotline của chương trình nhé. Chuyên viên phong thủy sẽ giải đáp cho các bạn mọi thắc mắc về tử vi phong thủy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những chương trình tiếp theo.